Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 12 tháng 2 năm 2022, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đông Mô, Sơn Tây, Hà Nội, đã diễn ra chương trình Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu khai mạc tại Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022. Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc được tổ chức thường niên tại làng văn hóa thực sự là điểm hội tụ lan tỏa truyền thống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Ngày hội cũng nhằm biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sự kết nối cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mương hay Mán, Gia Rai hay Ed, Sê Đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, Đồng thời khẳng định nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi 54 dân tộc anh em đoàn kết gắn bó. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta. Tôn trọng một dân tộc trước hết là tôn trọng nền văn hóa của dân tộc đó. Chính sách dân tộc của Đảng đã tạo mọi điều kiện để cho sự gìn giữ và phát triển tính khác biệt trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, làm cho văn hóa của các dân tộc hòa quyện với nhau tạo nên một văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng. Nhấn mạnh văn hóa luôn là bước tiến đầu tiên và là chốt chặn sau so cùng cho sự trường tồn của mỗi dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới cùng với sự việc tiếp tục tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng sâu vùng xa, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội và quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể thiếu, tách rời của văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức ngày hội hàng năm cần ngày một sáng tạo hơn để ngôi nhà chung thực sự là điểm hội tụ lan tỏa truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta hiểu nhau, bảo tồn và tương tác một cách có chiều sâu những nét văn hóa riêng của từng dân tộc, tạo ra sự giao lưu, sự tương tác làm nổi bật và làm phong phú thêm vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, gìn giữ bản sắc của từng dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị